Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Ngôi sao Điện ảnh. Trong bản tin hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Huỳnh Hải Băng. Huỳnh Hải Băng, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1973, là một diễn viên nổi tiếng của dòng phim kiếm hiệp Trung Quốc. Anh được biết đến với biệt danh Hoàng tử cổ trang bởi gương mặt đẹp, lãng tử và từng làm chao đảo trái tim hàng triệu người hâm mộ. Hầu hết các vai diễn của anh đều là các anh hùng, kiếm khách, các nhân vật bước ra từ tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng và được đông đảo khán giả yêu thích. Những tạo hình của anh đến bây giờ vẫn gây ám ảnh và khó có người vượt qua được. Sau vai diễn đầu tiên Trần Gia Lạc trong Thư Kiếm Ân Cửu Lục 1994, anh có mặt trong hàng loạt các tác phẩm cổ trang khác và gây ấn tượng mạnh bởi diễn xuất chân thực, có hồn. Huỳnh Hải Băng sinh năm 1973 từng là Hoàng tử cổ trang của làng điện ảnh Hoa ngữ. Có thời điểm tên tuổi của anh sánh ngang với Huỳnh Hiểu Minh và được hàng loạt đạo diễn săn đón. Song, ở tuổi gần 50, có thể dễ dàng nhận thấy phong độ lẫn sự nghiệp của nam diễn viên đã dần xuống dốc. Không ít người hâm mộ tiếc nuối cho con đường nghệ thuật của anh. Huỳnh Hải Băng là một trong những diễn viên được đào tạo bài bản tại Học viện Hí kịch Trung ương. Anh ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả bởi nét diễn chuyên nghiệp và nhan sắc điển trai. Chỉ sau vài năm bước vào con đường nghệ thuật, Huỳnh Hải Băng đã sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách như Thư Kiếm Ân Cửu Lục, Tùy Đường Diễn Nghĩa, Võ Lâm Ngoại Sử, Mặt Trời Lặn Sau Tử Cấm Thành, Thiếu Niên Anh Hùng Phương Thế Ngọc hay Hậu Tây Du Ký. Thời điểm đó, Trang Sina gọi nam diễn viên là Hoàng tử phim cổ trang hay Mỹ Nam cổ trang vạn người mê. Anh liên tục hóa thân thành những nhân vật trong loạt tác phẩm tiểu thuyết đình đám của Kim Dung, Cổ Long và Lương Vũ Sinh. Mỗi một tạo hình của Huỳnh Hải Băng đều khiến dân tình lụi tim. Giữa đỉnh cao sự nghiệp, nam diễn viên nhận được lời mời từ biên kịch Quỳnh Giao. Ngoại hình và cách diễn của Huỳnh Hải Băng được nhắm trúng cho vai Phúc Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách. Song, khi đó anh còn được mời tham gia dự án Mặt Trời Lặn Sau Tử Cấm Thành, thế nên Huỳnh Hải Băng từ chối cơ hội hợp tác cùng Quỳnh Giao. Sang đến phần 2 của Hoàn Châu Cách Cách, Quỳnh Giao quyết tâm mời anh vào vai Tiêu Kiếm. Tuy nhiên, Huỳnh Hải Băng lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội nổi tiếng với tác phẩm kinh điển này. Khi sản xuất Tân Hoàn Châu Cách Cách, nữ văn sĩ cũng ngỏ ý mời anh nhưng không thành công. Đến khi quay Tân Dòng Sông Ly Biệt, Quỳnh Giao vẫn kiên trì mời Huỳnh Hải Băng tham gia. Bà chọn nam diễn viên cho vai Hà Thư Hoàn nhưng lúc ấy anh lại vừa ký hợp đồng cho vai diễn Đường Tăng trong Hậu Tây Du Ký. Có vẻ như, hoàng tử phim cổ trang, không có duyên hợp tác cùng Quỳnh Giao, sau này bà cũng không còn ý định muốn hợp tác nữa. Một số bộ phim mà Huỳnh Hải Băng đã tham gia, phim truyền hình. Năm 1994 Thư Kiếm Ân Cửu Lục vai Trần Gia Lạc. 1995 Tùy Đường Diễn Nghĩa, Hoa Mộc Lan. 1996 Mùa Hè Bắc Kinh, Vương Lạc Tân và Tam Mao, Giang Hồ Kỳ Hiệp Truyện. 1997 Hoàng Hôn Tử Cấm Thành, Hoan Hỷ Du Long. 1998 Đại Đường Ngự Sử Tạ Giao Hoàn, Thượng Quan Huyền Nhi, Giáp Ngọ Lục Chiến. 1999 Thiếu Niên Anh Hùng Phương Thế Ngọc, Bạch Thủ Phong Vân. 2000 Hậu Tây Du Ký, Võ Lâm Ngoại Sử, Cơ Linh Tiểu Tử. 2001 Đại Mạc Hoàng Phi, Hồn Đoạn Tần Hoài, Hồ Quốc Lương Tướng Địch Nhân Kiệt, Vương Trung Vương. 2002 Anh Hùng, Bóng Đá Trung Quốc, Hỏa Soái. 2003 Bình Tung Hiệp Ảnh, Tùy Đường Anh Hùng, Phúc Tinh Cao Chiếu, Chư Bát Giới. 2004 Hoa Trường Xuân, Thiên Hạ Thái Bình. 2005 Đại Đôn Hoàng, Hắc Bạch Chi Môn, Thời Gian Ly Biệt, Đại Hiệu 021. 2006 Tái Sinh Duyên, Huyết Sắc Mai Khôi, Hạnh Vận Giả. 2007 Thượng Hải Tranh Hùng, Điệp Biến. 2008 Đại Minh Y Thánh Lý Thời Chân, Cao Đệ Nhai, Úc Môn Đương Án. 2009 Mỹ Nhân Tâm Kế, Đông Phương Ca Tát Bố Lan Ca. 2010 Tây Tân Độ, Hoan Hủy Bà Tiêu Tức Phụ, Đường Cung Mỹ Nhân Thiên Hạ. 2011 Khai Thiên Lập Địa Thủy Hử. 2012 Lời Thề Mỹ Lệ. 2013 Đường Triều Lãng Mạnh Anh Hùng. 2014 Tùy Đường Anh Hùng 3-4. 2015 Tùy Đường Anh Hùng 5 Tình Mãn Tuyết Dương Hoa, Vị Ái Kiên Thú, Kim Hoa Điệp Ảnh, Tứ Thủ Diệu Đàn, Độc Lập Tung Đội 2, Lạp Hổ. 2016 Ái Giá Phi Giá, Đông Phương Chiến Trường, Ảo Thành, Thanh Vân Chí, Nhân Dân Kiểm Sát Quan, Hồng Tinh Chiếu Diệu Trung Quốc. 2017 Thái Cực Tông Sư, Sát Thủ Bang, Long Châu Truyền Kỳ, Sở Kiều Truyện, Đông Hữu Đại Hải, Nhiệt Huyết Quân Kỳ.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, các bạn đừng quên bấm like đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.